Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 h 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin sáng nay thứ sáu ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Vừa qua, đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận cổ vật là một chiếc chống đồng do người dân phát hiện tại xóm Củi Tạc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc. Trước đó trên đường đi làm đồng, anh Long Văn Thin, 26 tuổi, người dân tộc Sán Chỉ, ở xóm Khuổi Tạc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, phát hiện trống đồng ở trên khu vực đất lở do mưa lớn kéo dài, sau đó đem về nhà cất giữ và bảo quản. Biết tin anh Thin có hiện vật kỳ lạ, nhiều người dân từ các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang và một số nơi đến hỏi mua với giá cao, nhưng anh Quyết không bán mà báo tin cho Bảo tàng tỉnh Cao Bằng. Tiếp nhận thông tin, xem xét hiện vật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh khẳng định đây là cổ vật có giá trị. Dựa vào các đặc điểm, bước đầu cho thấy đây là chống đồng của người lô lô đen. Đoàn công tác của bảo tàng đã tiếp nhận chống đồng theo đúng quy định của pháp luật dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc. Theo đó, bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia khảo cổ học để xác định niên đại của chống đồng. Theo luật di sản, nhà nước khuyến khích người dân sưu tầm, bảo quản và tìm hiểu về cổ vật phát hiện trong đời sống giúp người dân nhận thức được giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc ta qua các thời kỳ. Các huyện Hà Quảng, Hòa An, Thạch An vừa tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hà Quảng đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm học đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ từ 0 đến 5 tuổi đạt 65,6% trong đó tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 25,1%, mẫu giáo đạt 97,4%, học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường trung học phổ thông và học nghề chiếm 77,8%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức thành công, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 97,7% triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Chương trình sức khỏe học đường, đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố bậc mầm non đạt 96,2%, bậc tiểu học 99%, bậc trung học 100%. Nhiệm vụ năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hà Quảng tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đổi mới mạnh mẽ chương trình giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Nhân dịp này có 3 tập thể đã được nhận cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 10 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, huyện Hòa An có 48 trường học trực thuộc, huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm 2021, xây dựng một trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn huyện lên 13 trường. Tỷ lệ huy động trẻ 25,8%, tăng 4,24% so với năm học trước. Trẻ mẫu giáo đạt 95,06%, tăng 0,84% so với năm học trước tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,86%, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 100%. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa An tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả việc dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và các lớp tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022 cho 3 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 và 2019-2020. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch An có 31 trường học trực thuộc với trên 5.800 học sinh. Tỷ lệ học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2 xếp loại học tập hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc đạt trên 60%; lớp 3, 4, 5 xếp loại học tập hoàn thành tốt và hoàn thành đạt 99,4%. Số học sinh trung học cơ sở kết quả học tập lớp 6 đạt học lực trung bình trở lên là 95% học sinh lớp 7, 8, 9 học lực khá, giỏi, đạt 58,5%. Kết quả giáo dục trung học phổ thông loại khá giỏi đạt trên 67%, giáo dục thường xuyên từ trung bình trở lên đạt 98%. Nhân dịp này, hai tập thể được trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 12 cá nhân. Nhiều tập thể cá nhân được tặng giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày 1 tháng 9, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 96.262 trường hợp. Trong đó có hơn 95.600 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 32 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 9 trường hợp, huyện Hà Quảng 3 trường hợp, huyện Hòa An 5 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 3 trường hợp, huyện Hạ Lan 1 trường hợp, huyện Bảo Lạc 6 trường hợp, huyện Trùng Khánh 4 trường hợp. Các huyện còn lại không có ca mắc mới. Theo báo cáo chưa đầy đủ của Sở Y tế,

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm một mũi vaccine 80,8%, tiêm mũi 2 chiếm 51,1%. Đến nay, toàn bộ 100% các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh được phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 là cấp độ 1. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày hôm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương, thành kính tưởng nhớ và biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm dạng dỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn ngành anh chị em trong mọi hoàn cảnh đã hết lòng, hết sức lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách của bác đến với những khách tham quan trong nước và quốc tế, thấm thía những điều bác dạy và làm theo cho được tinh thần của bác. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn cần tiếp tục tập trung nghiên cứu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền giới thiệu cho đồng bào trong nước và khách quốc tế tới tham quan, hiểu rõ hơn về tư tưởng đạo đức phong cách của người. Đó là tài sản tinh thần vô giá của đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn đảng, toàn dân ta. Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 9 tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Đây là đoạn cuối cùng trong tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, gần 600 km từ Lào Cai tới Quảng Ninh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuyến đường cao tốc kết nối vùng dài nhất Việt Nam đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, ASEAN, Trung Quốc, khu vực hợp tác hay hành lang một vành đai kinh tế Việt Trung hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái cũng khẳng định sự thành công của mô hình hợp tác công tư về đầu tư phát triển hạ tầng ở một địa phương. Trên tinh thần lấy vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội. Về công việc thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Thủ tướng đề nghị các địa phương nghiên cứu các mô hình hay, bài học tốt, kinh nghiệm quý trong xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược. Với tinh thần cả nước chung tay phát triển hạ tầng, trong quá trình triển khai thực hiện thực tiễn có các vướng mắc chưa phù hợp với điều kiện đặc thù, các bộ ngành tỉnh Quảng Ninh và các địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới ban hành nghị quyết số 584/NQ-UBTV quý h năm về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 19.570 tỷ đồng cho 10 bộ cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.584 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại nghị quyết số 43/2022/QH1 năm của Quốc hội. Tính chung trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, 51 dự án với 874 phòng học mới đã được đưa vào sử dụng. Việc đưa vào sử dụng những phòng học mới này khẳng định nỗ lực của thành phố trong việc đảm bảo có chỗ học cho 100% học sinh khi mà trong năm học mới này, tổng số học sinh tăng thêm tới 22.000 em. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi mỗi ngày còn thấp, nhiều nơi 100% học sinh chỉ được học một buổi trên ngày. Theo các phòng giáo dục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, thành phố đặc biệt khuyến khích việc thu hút các đơn vị ngoài công lập tham gia để tăng thêm quy mô trường lớp. Tuy nhiên, do thủ tục chậm nên nhiều xã phường không có đơn vị ngoài công lập đầu tư xây dựng trường lớp mới. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học này thành phố đã xây dựng thêm 575 phòng học mới tại hơn 35 dự án. Từ nay đến tháng 12 năm 2022, thành phố tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng thêm hơn 800 phòng học con số này thấp hơn những năm trước do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các dự án chậm triển khai, Sở đã tham mưu với thành phố về việc đầu tư kinh phí để xây dựng trường lớp mới nhanh hơn. Với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Việt Nam đã bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1, được cho gần 85% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt mục tiêu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mũi 2 cho nhóm trẻ này tiếp tục được triển khai trong tháng 9 đặc biệt đã có nơi đạt tỷ lệ cao trong bao phủ đủ hai liều cơ bản cho trẻ, điển hình là Sóc Trăng, Hậu Giang, Bắc Giang, Cà Mau, Ninh Thuận. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tỷ lệ này vẫn thấp, dưới 30% là Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương. Trong các mũi tiêm đang triển khai, thì mũi 3 dành cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đang có tỷ lệ bao phủ thấp nhất. Trên cả nước mới đạt gần 53%, trong đó thấp nhất là Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Yên. Tỷ lệ này gần như không thay đổi trong tuần qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại với sự xuất hiện của các biến thể mới. Việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thấy được sự cần thiết phải đi tiêm vaccine. Cả nước có khoảng 11 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11. Thống kê cho thấy, đến nay đã có khoảng 9 triệu trẻ tiêm mũi 1, trong đó có 6 triệu trẻ đã tiêm đủ 2 mũi. Như vậy, còn khoảng 3 triệu trẻ cần hoàn thành mũi 2 và hai triệu trẻ chưa tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nào. Bộ Y tế khẳng định, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ là hết sức cần thiết. Mũi 2 của trẻ sẽ tiếp tục được hoàn thành trong tháng 9. Nếu không tiêm vaccine, trẻ nhỏ có khả năng bị lây nhiễm nhiều. Trong đó, những trẻ cơ địa bẩm sinh, bệnh nền, béo phỉ, suy giảm miễn dịch, nguy cơ tiến triển nặng, gây suy hô hấp, viêm cơ tim, nhiễm chủng huyết, viêm đa cơ quan, điều trị tốn kém, có thể có nguy cơ tử vong. Chuyển sang tin quốc tế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vừa cho phép tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19 bằng vaccine đã được cải biến của Moderna và Pfizer-BioNTech để chống các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron. Theo quyết định mới nhất của FDA, một mũi duy nhất bằng vaccine cải biến của Moderna được cấp phép tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó, vaccine cải biến hai mũi của Pfizer được cấp phép tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Cả hai loại vaccine trên cũng phòng ngừa cả phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2. Ủy ban Cố vấn Vaccine của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC đã họp để đưa ra khuyến nghị sử dụng các mũi tăng cường, nâng cấp nói trên. Nếu cả FDA và CDC đều bật đèn xanh cho các mũi tiêm mới, các loại vaccine này có thể được xuất kho và được tiêm trong thời gian sớm nhất. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9h10 hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.